Hello và xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Rất là vui gặp mọi người trong video này. Mình thì có thần tài từ rất là sớm đây và đang thua một trận rồi. Game này thì mình sẽ làm về chủ thua 12 trận mọi người nhá. Mình sẽ làm về chủ đề đó chính là chủ thua 12 trận trong một trận đấu. Anh mình cùng theo dõi nào, liệu rằng mình có thể đạt được mức 12 trận không và nổ hũ mọi người ạ. Nào, nào, nào. Nói chung là round này mà mình rất là còn thêm con Annie thì thêm được con Nearly thì quá ngon. Mình sẽ bị trừ ít máu đi rất là nhiều nhưng mà không đùa rồi, chết rồi. Vâng. Vậy là thua hai trận còn 94 máu, khá là ổn đấy. Những anh em nào mà đã từng trải qua cảm giác trong chuỗi thua ấy, thì chắc cũng hiểu được những cảm giác như của mình đúng không? Mình sẽ lấy cái gì đây giờ nhỉ? Hiện tại bây giờ lượng máu 94 mà trang bị mình lấy để chơi chuỗi thua thì nó phải lấy gì đây? Mình sẽ lấy găng độc tập người nhá. Bởi vì khi mà chơi chỗ thua ấy thì trong đầu khi nào cũng phải nghĩ tới cái việc đó chính là làm sao khi mà có thể làm sao để có thể comeback lại được khi mà không không muốn thua nữa cái đấy, nên mình phải chuẩn bị trước một đội hình gì đó ổn ổn định nhất, khỏe nhất, meta hiện tại để có thể làm được điều đấy mọi người nhá. Lúc đầu mình tính làm kiểu là con Vega ba mũ cơ nhưng mà thôi, mình chuyển ra chơi chuỗi thua đi để xem được cho nhiều đồ người ạ. Ok, trong chuỗi pháp sư như này nhá, như này thì mình sẽ thua này, mình sẽ thua ấy mà lượng máu mình còn không thể thắng được bởi con Annie ấy. Nhìn vậy thôi nhưng mà nó không sát thương mấy đâu, một khi nó bị kiểu là đội hình bị sốc đam hết ấy thì nó dùng skill rất là lâu, với cả skill của nó thì cũng không phải là kiểu skill đa dụng ấy, skill của nó phải phụ thuộc khá là nhiều vào những thứ khác. Vega ơi, one shot nào, one shot, one shot. Đấy, cà chê khỏe quá. Không giết nổi rồi, muốn giết được con cà chê này mình. Ui, không kịp ném mọi người ạ. Con cà chê khỏe quá, đồ xịn quá. Những trận thua mà nhiều máu như này thì nó rất là toang, rất là dễ dễ toang mọi người ạ. Rakan à, Rakan, nếu mà làm Rakan 3 mũ cũng khá hợp lý đấy. Nhiều anh em comment về kiểu Rakan này. Rakan 3 mũ thì anh em biết rồi, có Rakan thì nó chỉ gây được lượng giáp thôi, lượng sell thôi. Còn về sát thương Rakan thì hầu như không có đâu. Con Rakan là một con không thể gây sát thương được. Nó chỉ gây sát thương bởi đòn đánh thưởng của nó thôi. Ủa hiểm quá, vẫn thua được người ạ. Nhưng mà con trọng quá, trời ơi, kìa, một con Kata kìa, giết nó đi bạn ơi. Kata kia. Trời ơi. Uổng chưa mọi người, giết được thêm Kata cộng với cả là cá chê là mình sẽ bị chỉ trừ hai máu thôi, nhưng mà không giết được rồi. Sửa tao tát đi. Uầy, không giết nổi mọi người ạ. 4 trận thua 82 máu, bước đầu cũng khá là thành công rồi. Ba mươi lăm vàng bây giờ mà lên cấp level 5 thôi khỏi lên, bởi vì mình thấy cái đội hình này chắc ăn bánh ở đá cũng được rồi đấy, nên khỏi lên đi đỡ tốn một chút tài nguyên.
Nếu mà cho Darius vào thì mình nghĩ là cái game game thua chưa thua của mình sẽ bị đảo lộn đấy, nên là mình sẽ không cho Darius nha. Mình vẫn giữ nguyên đội hình như này để có thể có một chuỗi thua hoàn hảo nhất. Đôi khi chỉ cần cho một con tướng vào thôi là mọi thứ sẽ bị thay đổi đảo lộn hoàn toàn đấy. Úi xổ ơi, tôi xong rồi. Ủa hèn quá, tưởng thắng mất chứ. Ui, round này mình chỉ thua quá đẹp người này. Mình chỉ bao nhiêu máu. Ui, quá tuyệt vời. Hey, đấy, còn nếu mà con Ani nó dùng skill phát nữa thì chắc nan đã hết đội hình đối thủ rồi. Nhiều khi cho chuỗi thua cũng hơi run đấy, bởi vì mình chưa đạt được mức cái maximum mình cần ý. Mà mình thắng mất ý, thì buồn lắm. Kiểu sắp chạm vào đỉnh mình nhá, sắp lên được đỉnh rồi nhưng mà lại tụt đỉnh mất. Cảm giác đấy hơi thụt thẫm. Rồi, check map liên tục nhá, check map liên tục nhá. Chuỗi thua là phải check map liên tục. Bởi vì đối thủ chơi cái gì thì mình phải cho đội hình ra. Mình sẽ không chơi như này nữa, mình sẽ chuyển qua như này đi. Bởi vì mình check qua thì thấy mẹ ông cũng khá là yếu á, nên là mình sẽ chuyển qua đội hình yếu hơn. Cá chê với chúng tôi này. Ok, 6 trận thua còn bao nhiêu máu? Còn 68 máu người ạ. 6 trận thua còn 68 máu nhá, khá là thành công. Tiếp tục nào. Chuỗi thua là một thứ mà anh em nào cũng muốn xem cả. Bởi vì ông nào cũng muốn được cảm giác nổ hũ. Ok chưa? À vừa ok chưa này. Chúng ta còn hai đối thủ nữa. Hai đối thủ ở dưới top này khá là yếu. Mình phải làm sao cho mình yếu hơn họ thì mình mới thể thành công được. Cá chê 2 sao, nhưng mà thôi khỏi lấy, nếu mà lấy cá chê 2 sao bây giờ thì cũng xoay chuyển một chút tình thế đấy. Rồi ok, chúng ta gặp tiên phong kết hợp với kiểu gì đây, đấu sĩ à. Mình chẳng giết được Israel là một này, cho này đi. Mình thấy đội hình đối hình khỏe, hơi khỏe đây, mình phải cho đội hình vào luôn. Đối thủ khỏe nên mình phải cho đội hình vào luôn mọi người. Rồi, giết thêm một thằng, rồi không rồi, Ani xoay mặt vào con Wukong rồi, chứ xoay mặt vào con Vi thì ngon rồi, giết được Vi luôn. Mình sẽ lấy cung gỗ cho ghét này nhá. Darius này đã chuyển cho thần tài rồi, ông này thì chuyển cho xong đấu. Đội của mình thì nó không có hệ gì cả đúng không? Nó cho con cháu gáp đi, cho cắt lấy một chút CC đi, bởi vì cái tầm mid game ấy, tầm giữa game này rồi thì nó mình cũng phải nâng cấp đội hình rồi. Ai đây? É, ui, từ từ đấy mọi người nhá, từ từ đấy, khả năng cao mình sẽ thua thắng mất. Ông này đang chơi có xong đấu này, trai đam này, chim đam này, chó gát này, chim đam. Rồi, uầy, đừng nha, đừng thắng nha. Tôi mới chỉ tầm này thôi, không muốn thắng một chút nào đâu. Vì mà thời điểm này là tôi sẽ buồn mà tôi khóc đó. Uầy, thực ra mà thực tế mà nói thì mình lại thua, hơi đậm. 8 trận thua 50 máu, wow, tuyệt vời mọi người nhé. Game này thì mình nghĩ mình sẽ chạm tới được cái giấc mơ đó chính là chuỗi thua 12 trận mọi người ạ. Bởi vì cái thời điểm này là thời điểm ngon rồi này. Mình đã thua 8 trận mà còn 50 máu là một cái gì đó quá nhiều đấy, khá là sâu vượt. Ui,
ông này đã chuyển qua thần tài luôn rồi ạ. Darius full full chí mạng ạ. Rakan này, cho Rakan vào đi. Thời điểm này là thời điểm căng não nhất này, mình phải làm sao để có thể có một cái trận thua máu ổn nhất. Uầy, ông này khỏe quá nhờ, có cái le đang chưa thánh thần này, cái le các kiểu này. Đá đất đây, bổ chết, uầy hên quá. Sở thao tác ông này đã chuyển cho thánh thần rồi. Rồi anh em ơi, 9 trận nhỉ, 9 trận thua còn 40 máu. Tiếp tục nè. Hai Nico rồi, 6 thần tài mọi người ạ. Mình đang có 6 thần tài nhá, nhưng mà vấn đề bây giờ là uầy, ông này đang cho thần tài này, ông này long tộc này. Ông Đài Đốt thì yếu quá nhở, mình gặp Đài Đốt thì mình thắng mất. 5 thiện xạ rồi, ok, bây giờ cho Z này, mình cho Z 1 sao nhá, hết 2 sao nó mạnh lắm. Ông này còn cá chê đồ có cá chót lửa, cá chót lửa là một cái một món trang bị mà có thể lật cái bàn cực mạnh mọi người ạ. Rồi ok, thua rồi, ngon quá. Nhưng mà pha này thua hơi căng, thua hơi nhiều máu. Ui dồi ôi, không bổ chết nổi luôn, cá chê cầm vuốt rồng mọi người, khỏe lắm, khá là trâu. Cái nội tại da dày của nó cộng với cả là một cái rốt rốt rồng với cả áo trong lửa rất là khỏe. 10 trận thua rồi nhá, mình còn 29 tiết, 10 trận thua, mình sẽ thua thêm 2 trận nữa và comeback. Uầy, Đá Đớt à, mình hy vọng mình sẽ thua nhá. Ông này nhìn hơi yếu đấy. Đá Đớt ơi, cố lên bạn ơi, bạn bổ giùm tôi cái. Bổ đấy, đúng rồi, hay quá bạn ơi. Tuyệt vời mọi người ơi, 10 trận nhá, trận này thua nữa là trận 11. Sắp chạm vào được ước mơ rồi. Ui ôi, bao nhiêu máu? 15 máu mọi người ạ. Thua thêm một trận nữa thì đúng thật sự là hơi căng mọi người ạ. Thua một trận nữa, nếu mà thua không đằng kiểu thua mà kiểu thua luôn quá luôn ấy thì mình chết mất. Mà kiểu cho đội hình vào ổ đổ một chiếc lại mình lại sợ thắng là chỉ dừng chân ở giai đoạn 11 trận thì đúng là hơi buồn. Nó khá là nhiều cái sự suy nghĩ ở đây. Rồi, mình cho Z vào này. Up level 8 mọi người nhá. Rồi cho thêm một con tướng là Samira cho vào luôn cũng được nhờ. Cái thời điểm này, thời điểm hơi căng, thời điểm căng nhất của một trận đấu này, thời điểm mà nó đang ranh giới giữa 11 trận và 12 trận ấy. Ôi, tôi xong, khéo mình thua luôn ấy. Bùi rồi luôn mọi người nhá. Còn mấy con ông soi này khỏe lắm anh không? Một khạc kìa. Bữa đã nữa. Wow. Căng. Hên quá mọi người, con ông soi không mình còn này mình thắng mất rồi. Bữa đã trộm nữa, ok tuyệt vời mọi người nhá. Ui, 6 máu, còn 6 tiết, vâng. Đây chính là chịu thua 12 trận, còn 6 tiết.
một cái số lượng máu mà mình nghĩ rằng là phải ở mức báo động đỏ mọi người ạ. Báo động đỏ luôn ấy. Mình sẽ lấy đại cassette đi. Bây giờ thì là một cái thử thách còn căng hơn nữa, đó chính là comeback để lên vị trí top 1. Comeback lên vị trí top 1 hiện tại bây giờ. Om này. Bây giờ ôi Sai ra khỏi lấy Sai ra đi. Ui, Samira với cả là con Swain đó mọi người ơi. Ra rất nhiều tướng nhá. Bây giờ mình phải thay đổi gì nhá. 6 thần tài thì mình không thể thay đổi được. Bởi vì có 6 thần tài thì mình mới có thể có một trận win. Ui, ngon thế nhở. Ui, em ơi Samira 2 sao luôn rồi này. Hên chưa? Chưa thì có Samira 2 sao, Darius này, bán luôn. Ok tuyệt vời, đã có Samira 2 sao rồi. Trang bị bây giờ mình lắp một cái giáp gai, áo choàng gai cho con Annie đi. Ủa hên quá, gặp ông yếu yếu. Hên kia mọi người, đúng lúc trận nổ hũ thì gặp ông đối thủ hơi yếu. Rồi. Rồi bạn ơi. Cảm ơn bạn đã giúp tôi có thể đạt được chuỗi thua 12 trận này. Này Samira, let's go. Tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời luôn mọi người ơi. Ok. U sổ này có hũ kìa. Nhìn phê chưa anh em? Nhìn hơi phê nhờ. Uầy. Để xem nhá. Uầy. Gì đây? Om 2 sao, Lee Sin 2 sao ạ. Samira thêm một con nữa. 4 eco nữa. Wow, một hũ xịn sò đấy mọi người ạ. Quả hũ quá xịn nha. Quả hũ đánh giá hơi xịn đấy. Rồi, từ từ đã nhá. Mình đang có 4 cái eco nữa mọi người, đang có 4 thêm 4 cái eco nữa cơ. Đó là một điều quan trọng hiện tại bây giờ. Rất là ngon hiện tại bây giờ đây. Ok, mình sẽ nghĩ tưởng gì nhỉ? Khả năng cao thì mình sẽ làm một cái kiểu là một con tướng 5 vàng 3 sao level 8 đi. Nhân tiện cái này. Lee Sin này, đại cassette này, bán đi, bán Azir đi nhá. Bán Zilean đi, Gwen này. Om nữa này mọi người, khéo làm quả Om 3 sao level 8 được cái này. Ra nhiều phết. Bây giờ mình muốn roll ra một con Samira đó mọi người ạ. Bởi vì bây giờ mình đang có 4 Neko nhá. Là mình chuyển thêm 2 con Samira thôi là mình có thể đặt được Samira 3 sao ở level 8. Wow, tuyệt vời. Nhưng mà điều đấy hơi khó đấy. Hy vọng round này có Raniko đi. BF à. Hết kiếm à. Hết kiếm BF này. Trang bị mình dành cho con Samira mọi người là mình sẽ dành trang bị của Om nhé. Om chế là trang bị nào xịn sò mình sẽ cho Samira trang bị đấy. Soli xin một cái trang bị giáp hồi sinh đi. Vuốt rồng cho Om này. Mũ vô thủy này. Mũ thủy thì cho con Annie đi ha, cho nó combo luôn, đang có một mũ sẵn rồi cho lên một mũ luôn cũng được. Mình đang ý định là chính là thay đổi vào 6 thần tài luôn, cho 6 thần tài để kiếm một chút trang bị đây. Ok, cho team băng đi mọi người nhé. 6 thần tài, bây giờ thì kiếm một chút Neko nữa và đạt được mức đó chính là kiếm được luôn con Samira 3 sao level 8 cho anh em xem luôn. Một con Samira 3 sao thì cực sớm. Ôi trời ơi, này thì trâu chúng tôi có Lee Sin nhá. Trâu chó có Lee Sin mọi người ạ, đúng là câu nói không được sai. Ai trâu chó có Lee Sin nó giải quyết hết. Rồi, Neko này. Tuyệt vời mọi người ơi. Đây chính là con Samira 3 sao level 8 mọi người nhá. Tuyệt vời. Ôi trời ơi. Samira 3 sao level 8 mọi người ạ. Tuyệt vời quá luôn đấy. Thực sự bây giờ thì muốn thua hơi khó này. Thực sự bây giờ là muốn thua hơi khó này. Mình sẽ cho cái trang bị thần kiếm Mazanin này cho Lee Sin nhé mọi người. Để nó sút liên tục luôn.
rổ nó bắn kêu. Không ai có thể chịu nổi trang bị lại xịn nữa. Dược khổng lồ cầm vô cuộc kiếm, một những trang bị mà rất là cần thiết cho con Samira này. Nói chung game này, anh biết không, game này thì mình thực sự rằng là mình sẽ có khả năng cao mọi người nhá, có khả năng rất là cao luôn ấy, rất là cao chứ không phải cao nữa, là mình sẽ có om với cả là con Samira 3 sao trong một trận đấu luôn. Bởi vì anh em thể thấy thì mình đang có Samira 3 đúng không, mà mình đang có 6 thần tài nữa, và cái đội hình của đối thủ như này thì không có lốc đúng không. Ok, không có lốc thì khả năng cao mình vẫn có thể ăn được. Om anh em ạ, khỏi là làm thêm có om 3 sao nữa là hợp lý. Ui dồi, Samira 3 sao kìa. Phải nói rằng là như này thì bố thằng mà đỡ được. Samira 3 sao level 8 mọi người ạ. Chỗ tôi 12 trận thực sự là quá đỉnh. Nói chung là trận đấu này khá là nhiều cái đỉnh cao trong một trận đấu này. Cố gắng khá là nhiều đấy. Mình đang suy nghĩ là có nên bỏ Lee Sin để có thể ui, có Sowen mọi người ơi, có Sowen nhá. Có mũ pháp sư luôn ạ. Mình sẽ có thể lấy mũ pháp sư này. Tí nữa mình up lên level rồi mình sẽ cho Sowen 3 mũ nữa. Ok, khá là ổn. Bây giờ mình chiếu là cái trang bị cuối cùng mình dành cho con Samira ấy là một trang bị mà có om thôi, con om chế thôi. Con om chế là trang bị nào thì mình lấy trang bị đấy thôi. Chứ mình không phải là sao ta, mình không muốn sử dụng cái trang bị ngoài nữa, mà mình trang bị dùng trang bị có om như kiểu là một cái đại bác pháo hải tặc á, hoặc là một cái trang bị đao nham tím á, rìu nham tím á, kiểu thế. Nói chung chuỗi tôi 12 trận khá là thơm ngon bổ dưỡng đúng không mọi người, đồ rất là xịn. Nico không Azi à, chế chưa? Ô, chưa chế à. 56 vàng. Ok, up cấp luôn mọi người ạ, mình up cấp luôn đi. Chứ không mất công thua là lủng á. Không nên tiếc những cái gì mình đang có. Tiếc như đang có là đi luôn đấy. Có ai có gậy lốc thì không. Ông này cầm hai con om này, ông này Zone này. Để đây đi. Khá nguy hiểm. Bây giờ thì mình sẽ thoải mái mà run mọi người ạ, thoải mái mà run nhé. Đối thủ này thằng đang level 6, mình level 9 rồi. Có Lee Sin, Lee Sin cầm trang bị kiếm Mazane này thì thực sự là bá đạo, nó sút liên tục luôn. Rồi, đi là một đối thủ đã hy sinh nhá. Chúng ta chỉ còn có 2, 4 và 5 đối thủ nữa thôi. 5 đối thủ nữa mọi người ạ. Tuyệt vời. Kiếm thêm quả Swen 3, con Om 3 sao nữa là thôi, là coi như là game là dễ đâu đúng không? Cung gỗ à, On chế rồi đây. Cho tôi một cái pháo hải tặc đi, đại bác hải tặc đi. Lưỡng cực Zona anh em. Cái trang bị lưỡng cực Zona thì lượng sát thương đầu tiên giảm máu đối chủ chỉ 40% được chặn bất tử. À, cái trang này khiến đội tướng, con tướng của mình bất tử mọi người ạ. Thôi, cho con Om đi. Mình chơi thần, cứ chơi thần tài mọi người nhá, cứ thần tài thôi. Tí nữa khi nào mà cảm thấy đủ thì mình sẽ bán thần tài đi và sẽ chơi một cái lối chơi khác, đó chính là bán thần tài đi và kiếm như kiểu là con Om tinh anh 3 sao này, Startup này, Startup đang level 9 rồi. Và đang cập dẫn hai con Om. Ôi dồi, Samira 3 sao kìa. Vãi trưởng có mọi người ơi, tôi nghĩ mấy ông này gọi là sắp khóc rồi. Hơi tiếc, đối thủ cầm ở level 9 và đối thủ cũng đang có ý định kiếm những vị tướng 5 vàng 3 sao mọi người. Chỉ đồ anh em, cho tôi một món trang bị xịn xò nhất thế thể đi. Ui, ông này cũng 6 thần tài này, chai đam mia này, cung xanh này, nhìn xịn phết nhờ. Gặp người mình có thua nổi không ta, mình có thua không ta. Mình có tận hai cái team băng cơ mà, khiến đối thủ bị slow một mức tối đa cơ mà, nên mình không lo lắng nữa. Món trang bị cuối cùng mình dành cho con này thì con Samira thì là một món trang bị là liên quan tới kiểu của con Om, nên mình vẫn chưa ghép món trang bị này vào. Cung ba tia này thì mình sẽ cho con Z đi. Rồi bây giờ cứ thoải mái mà run thôi. Lee Sin này, set trang bị đây, thông đạo giết ốt à, thông đạo giết ốt này thì mình sẽ cho con này đi để nó gây choáng đối thủ nhá.
top 1 cặp rồi. Laser khả năng cao cặp ông này đang chơi thiện xạ nhưng mà cũng không nguy hiểm cho lắm. Ok đúng là cặp thiện xạ rồi ạ, thiện xạ cuồng giáo này. Nhưng mình sẽ cho này cút thôi. Sami là 3 sao anh em ạ, 5 tướng 5 vàng 3 sao, một con bá nhất mà mình từng thấy đấy. Số skill của nó kìa, tan vỡ hoàn toàn luôn. Giờ bot đi không? Ông giờ bot đi rồi mọi người ạ, có vẻ giờ bot đi rồi. Tạm biệt giờ bot nha. Giờ bot đã bị thua bởi sự tao tát. Vâng, chúng ta chỉ còn có 2 đối thủ nữa thôi. 2 đối thủ nữa. Liệu đang có Neko không? Không có Neko à? Không có Neko à? Uầy, ông này hai con om chế một lúc là một đồ luôn, gì đây? Mùa đông vĩnh cửu mọi người ạ, trang bị thì thực sự là khá là sida. Nhưng mà thôi, bán đi. Bây giờ mình sẽ đây một mũ này, hai mũ này. Long tộc. Thần tài long tộc đồ tệ. Chết hết từ đã mọi người. Hơi vướng. Gặp thiện xạ lần thứ hai. Ok, mình sẽ cố gắng bui con sầu quen 3 mũ thủy luôn mọi người ạ. Bui sầu quen 3 mũ luôn nhá. Giờ mà Ron có sầu quen tinh anh thì ngon. Rồi, chúng ta chỉ còn một đối thủ cuối cùng là trong Sở Tao Tát thì đang cầm cho mình cũng khá nhiều cái vị tướng, đó chính là sầu quen hấp huyết tinh anh luôn. Sầu quen luôn anh em ơi. On này, Swain này, uầy, game nhân phẩm quá mọi người ạ. Game nhân phẩm quá rồi, ông này cầm tận 2 con Swain vậy nên là khả năng cao thì mình sẽ không có đâu. Đối thủ mà không cầm Swain trong game này thì mình khẳng định với anh em luôn là mình sẽ có thể lên được Swain 3 sao. Nhưng mà đối thủ cầm rồi thì chịu, bỏ tay chấm com mọi người ạ. Bán Swain đi anh em ơi, Stoutat ơi. Swain này bán đi bạn. Cầm Swain của tôi vậy, chắc ông ấy cũng chuẩn bị đầu hàng luôn rồi. Uầy, on mọi người kìa, có om kìa. Lấy luôn con om mùa này mọi người nhá. Uầy, một cái mũ của thủy đó mọi người ạ. Trang bị xịn xò quá nhờ. Thôi lấy om đi. Có thần tài được cực sớm á. Chỗ tôi thần tài mà khiến mình bây giờ đang có đội hình rất là giàu. Cực kỳ giàu luôn, không phải là giàu nữa. Rồi, bán đi này. Ui, có sầu quen nữa nè mọi người. Đại ca xét. Ông này vẫn cầm sầu quen ở đây, vẫn chưa chịu bán mọi người ạ. Vẫn chưa có định bán sầu quen đi. Ok, chưa bán sầu quen này. 24 máu, round này chắc ông ấy không chết được. Chết không biết, lượng máu này trừ khơi nhiều đấy, chắc đi luôn rồi. Cút rồi. Cút chưa? Chưa cút đâu nè. Ôi, mình mà có thêm một chút máu nữa mình sẽ... Nếu như mà round này mình có khoảng tầm 2 cái Neko thì lại khác rồi. Mình có khoảng 2 cái Neko thôi là... Game này nó mình đã có một cái gì đó thú vị hơn rồi. Nhưng mà hơi tiếc là không có Neko. Ô, số quen này một con nữa mọi người, một con nữa nhá. Chịu rồi, mọi người không ra, một con cuối cùng nữa mà không chịu ra. Ta đối thủ cầm sơ hết Swain rồi. Chịu rồi. Ok, em nhìn tại đây mọi người ạ. Chào mọi người và hẹn lại ở những video sau nhé. Bye bye mọi người, tạm biệt. Hơi tiếc đúng không? Đối thủ mà không mà mình mà có thêm một cái Neko đó là đủ rồi.